Thưa quý vị, chúng ta đã nói rất nhiều về mùa đông đến sớm. Mùa đông năm nay sẽ rét hơn, nhưng quả thật phải đến ngày hôm nay thì người dân miền Bắc mới cảm nhận thực sự về mùa đông đã về. Đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm, nên nhiệt độ hạ xuống rất thấp, có nơi chỉ 1 độ C. Đón nhiều không khí lạnh nhất, đỉnh núi cao hơn 1.500m mẫu sơn, rét nhất cả nước. Trời mưa nhỏ, tuy nhiên chưa xuất hiện băng giá hay tuyết, Nhiệt độ xuống thấp nhất chỉ khoảng 1,4 độ C. Ngoài Lạng Sơn, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận 8 địa điểm khác nhiệt độ xuống dưới 10 độ như là Cao Bằng 9 độ C, Hà Giang 6 độ C, Sapa 7 độ C, thấp hơn so với hôm qua là khoảng 3 đến 4 độ C. Vùng đồng bằng Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sáng nay dao động từ 11 đến 13 độ C. Đợt không khí lạnh mạnh bắt đầu tràn xuống miền Bắc từ ngày 25 tháng 12 và là đợt rét đậm rất hại diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm 2021-2022. Đỉnh núi Fansipan Lào Cai chiều qua tuyết rơi mỏng trong khoảng từ 5 đến 7 phút. chắc được Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh, hạn chế hoạt động ngoài trời, không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín. Căn cứ tình hình thời tiết chủ động cho học sinh nghỉ học. Với các hộ chăn nuôi, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn, đảm bảo phòng chống đói rét. Di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt để đảm bảo an toàn. Các đợt xét tới sẽ tập trung chính trong tháng 1 và tháng 2 năm 2022.